Tôi, 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 tôi đang viết những dòng này trong phòng ngủ của mình Thành thật mà nói Chính nơi này đây Đã trở thành nơi duy nhất tôi có thể suy nghĩ một cách rõ ràng Kể từ khi tôi thái chiếc gương trên từ đầu giường ra Tôi sẽ cố gắng trình bày chi tiết nhất có thể Mỗi ngày trôi qua khiến tôi khó có thể tập trung suy nghĩ hơn Và bạn sẽ sớm biết lý do tại sao mà thôi Bài viết này không phải được viết và đăng lên Để xóa bất kỳ ai trong số các bạn cả mà chỉ đơn giản là để cảnh báo ai đó về mối nguy hiểm có thể xảy ra mà thôi khi dấn thân vào những điều chưa biết trước khi đi sâu hơn tôi muốn giải thích mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào trước hết tôi chưa bao giờ hứng thú với huyền bí hay là bất kỳ loại phép thuật hay là nghề phù thủy nào cả nhưng mà sau khi xem bộ phim insidious tôi cảm thấy như mình càng ngày càng bị cuốn hút vào ý tưởng về lucid dream hay nói chính xác hơn là về sự xuất hồn Mọi chuyện bắt đầu vào một vài đêm sau khi xem Insidious Thì tôi đã trải qua một giấc mơ sáng suốt Tôi không chắc điều gì chính xác gây ra nó cả Nhưng tôi nhớ là mình đã thức dậy trong phòng khách của mình Thì thấy TV đang bật Tôi không nhớ là nó đang phát gì nữa Nhưng mà điều đó không quan trọng đâu nhỉ Tôi đứng dậy và khám phá phần còn lại của ngôi nhà Tôi đi qua mọi phòng ngủ Cả hai phòng tắm Và tôi tới bước ra sân sau nữa cơ để khám phá thêm Thì bỗng nhưng Tôi cảm thấy có gì đó không ổn Và ngay lúc đó Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình Tôi rất phấn khích về lucid dream đầu tiên của mình Đến nỗi tôi lập tức nhảy lên máy tính Để tìm hiểu thêm về giấc mơ sáng suốt Sau vài giờ lướt qua Vô số trang web trên Google Tôi tình cờ tìm thấy một trang web Đề cập đến các vụ việc xuất hồn Tôi nghĩ việc xuất hồn là bước hợp lý tiếp theo Trong nỗi ám ảnh mới của tôi Về thế giới giấc mơ Tôi đã đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy về chủ đề này Và cuối cùng đã tự tin rằng Đây là mục tiêu có thể đạt được Nhưng Đã có một chủ đề lặp đi lặp lại liên tục Xuất hiện trong quá trình nghiên cứu về xuất hồn của tôi Không bao giờ thử thách giới hạn của bản thân Khi bạn ở bên ngoài cơ thể Thả an toàn Còn hơn phải hối tiếc Một số trang web Cung cấp những thông tin về những mối nguy hiểm Khi gặp phải những sinh vật siêu nhiên Không thân thiện lắm với loài người Những sinh vật đó có ý định không biết tốt đẹp lắm nếu gặp phải. Tôi đã ghi nhận những cảnh báo này rồi, nhưng tự nhủ chúng có thể tệ đến mức nào cơ chứ? Ý tôi là chúng thậm chí còn không có thật cơ mà. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này nhé. Chúng có thể không được nhìn thấy trong lúc bạn tỉnh táo vào ban ngày, nhưng chúng cũng có thật như bạn và tôi vậy. Chúng có thể tác động sâu sắc đến cuộc sống của bạn nếu bạn gặp phải, đặc biệt là nếu bạn bị coi là yếu đuối hoặc là thiếu kinh nghiệm như tôi Tôi cảm thấy như thế bây giờ Bạn đã hiểu tôi đang nói đến đâu rồi Vì vậy tôi sẽ tiếp tục nói ra trải nghiệm thực tế của mình Tôi đã thực hành xuất hồn trong khoảng nửa năm qua Và đã được tiến triển đều đặn Mọi thứ luôn bắt đầu theo cùng một cách Tôi sẽ hoàn toàn thư giãn cơ thể Cho đến khi tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trùm đầu Và từ từ nữa Lan xuống cho đến khi toàn bộ cơ thể tôi được bao trùm Trong một cảm giác ấm áp và mềm mại tiếp theo là một cảm giác như đã buông bỏ mọi thứ vậy không còn gì lo lắng nữa bất cứ điều gì làm phiền tôi trong cuộc sống này hoặc là bất kỳ căng thẳng nào tôi cảm thấy đều tan biến cả tôi sẽ ngồi như thế này trong khoảng nhiều thời gian khác nhau hầu như tôi luôn thực hiện điều này tại tầng hầm vì nó có đủ chỗ và không bị các thành viên trong gia đình hoặc là hai chú chó của tôi can thiệp với sự luyện tập chăm chỉ tôi đã có thể tăng cường những hiệu ứng này đến mức Tôi cảm thấy thân thể của mình nhẹ như là lông vũ vậy. Sau đó, tôi có thể mở mắt ra và hầu như lưu được chào đón bằng hình ảnh cơ thể của chính mình đang ngồi trên sàn tầng hầm. Điều này khiến tôi rất phấn khích, nhưng cũng khiến tôi sợ phát khiếp lên trong vài lần thử đầu tiên. Tôi không bao giờ biết điều này là có thể cả và nó khiến tôi nghĩ về mọi thứ khác mà tôi không biết về thế giới và tâm trí của chúng ta. Và lần đầu tiên, tôi thoát ra khỏi cơ thể và xuất hồn. Tôi lặp lại những gì tôi đã làm trong giấc mơ sáng suốt Mà tôi từng có trước đây Tôi đi quanh nhà để kiểm tra mọi căn phòng Nhưng lần này Mọi thứ sống động hơn nhiều Tôi thấy mẹ tôi đang trong phòng thủ công Ngay trên lầu ấy Đang làm bất cứ điều gì bà cần phải làm vào ngày hôm đó Và tôi có thể Thấy cha tôi đang xem tivi Trên chiếc ghế bành Lazy Boy của ông Tôi thường bị cám dỗ rằng Sẽ mạo hiểm đi vào sân sau của mình Nhưng tôi luôn do dự Vì tôi chưa bao giờ thực sự ra khỏi nhà cả và không biết thế giới bên ngoài có điều gì kỳ diệu Hay là nguy hiểm đối với một nhà ngoại cảm không Tôi dường như quên mọi cảnh báo mà tôi đọc được trên web về việc mạo hiểm đi quá xa Và một ngày nọ, sự tò mò đã thắng thế rồi Tôi quyết tâm ra ngoài thử Thông thường, chuyến đi của tôi kéo dài khoảng 30 đến 45 phút Theo thời gian thực Nhưng mà do hoàn cảnh cố gắng mạo hiểm ra ngoài lần đầu tiên Tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian hơn thế một chút Không muốn làm bố mẹ tôi sợ trong trường hợp rằng Họ đi vào tầng hầm và thấy tôi đang trong tình trạng hôn mê Và không thể nhìn thấy họ Tôi quyết định rằng Bắt đầu thiền định lúc 11 giờ tối khi họ đã đi ngủ rồi Buổi thiền diễn ra tốt đẹp như mọi khi Tôi có cảm giác rung động ấm áp chạy dọc khóc cơ thể Sau đó Cuối cùng là thoát ra ngoài cơ thể Tôi không thể ở trong nhà lâu Trước khi quyết định ra ngoài sân Lúc đó khoảng à, 11 giờ 56 phút tối thì phải Khi tôi bước ra khỏi cửa vào sân sau Tôi biết điều này vì tôi quyết định có ý thức kiểm tra thời gian trên đồng hồ Trước khi ra ngoài thử xem Để ước lượng thử rằng Mình đã đi bao lâu khi trở về Trời tối vì đã muộn Nhưng với sự tự tin quá mức của mình Tôi thấy đó chẳng phải là vấn đề gì cả Tôi ngay lập tức có cảm giác lạ Khi bước lên bông tàu trước khi đến sân Một cảm giác khác biệt mà tôi từng cảm thấy trước đây Trong những lần tôi ở trong nhà Tôi cảm thấy hơi buồn nôn và khó chịu Nhưng với mạo hiểm đi sâu hơn vào sân nhà của mình Bởi vì sau cùng Tôi đã dự định cụ thể sẽ làm như vậy Sau khi khám phá đủ sân sau nhà mình Đi bộ từ đầu đến cuối Và thậm chí thử vận may của mình nữa cơ Bằng cách thử đi xuyên qua những cái cây ấy Tôi quyết định quay trở lại nhà Khi đến gần sàn nhà mình hơn Tôi thấy một thứ gì đó kỳ lạ và đáng sợ cùng một lúc Cửa sổ nhỏ trên bức tường Nối với tầng hầm của tôi đang phát sáng Như thế Ai đó đã bật đèn ở đó vậy Điều này khiến tôi lo sợ vì hai lý do tôi đã không bật đèn trước khi xuống tầng hầm và xuất hồn Và tôi nghĩ có thể là cha hoặc mẹ của tôi đã thức dậy rồi Rồi xuống tầng hầm để lấy thứ gì đó chăng Chỉ để thấy rằng con trai của họ dường như đang hôn mê Tôi rất lo lắng không biết họ có gọi xe cứu thương không Và nó sẽ phải giải thích như thế nào với họ nữa Nhưng lạ thay không có ngọn đèn nào khác trong toàn bộ ngôi nhà cả Tôi chạy nhanh nhất có thể để cửa sổ tầng hầm Để nhìn vào và đánh giá thiệt hại tôi đã gây ra với chuyến đi nhỏ của mình Trước khi tự mình xuống đó Chỉ để cảm thấy xấu hổ mà thôi Khi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ Tôi thấy cơ thể của mình Nhưng mà nó không còn ngồi trên ghế như trước nữa Bố mẹ tôi không thức dậy Họ vẫn ngủ say Nhưng hạnh Có thứ gì đó khác đã thức dậy rồi Vì cái xác rỗng toát của tôi vẫn nằm đó Mà không ai trông coi cả Tôi muốn gọi thứ tôi nhìn thấy là đàn ông Hoặc thậm chí là phụ nữ Nhưng từ duy nhất tôi có thể nghĩ là thứ đó mà thôi nó trông không giống đàn ông tí nào cả Cũng chẳng giống phụ nữ Nhưng mà vẫn có những đặc điểm cơ thể của con người như tay và chân Da của nó đang thối rữa ra Và mùi hôi thối thấm qua tường và cửa sổ Chạy thẳng vào mũi tôi Tôi không nghĩ là nó thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó từ ban đầu Vì nó đang bệnh di chuyển cơ thể bất động của tôi về phía tấm gương lớn Mà mẹ tôi để ở góc tầng hầm Tôi không biết điều gì khiến tôi làm như vậy Nhưng tôi đã gõ vào tấm kính Như thế để thông báo cho con quái vật này biết rằng chủ nhân hợp pháp của cơ thể này đã quay lại để nắm quyền kiểm soát. Đầu nó giật lên, nhìn tôi qua cửa sổ và tôi nhìn vào hốc mắt nơi đáng lẽ là mắt của nó. Tôi cảm thấy khó chịu chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt của thứ này mà thôi. Nhưng thậm chí còn khó chịu hơn nữa khi nó không di chuyển tí nào cả. Mà chỉ ra hiệu cho tôi xuống tầng hầm bằng một ngón tay xương sầu của nó. Tôi vội vã chạy vào nhà qua bếp và xuống hai tầng cầu thang này vào tầng hầm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đến đó cả. Tôi hoàn toàn mong đợi rằng sẽ gặp sinh vật này khi tôi mở cửa và nhìn vào trong phòng Nhưng thật ngạc nhiên, nó không còn ở đó nữa Đèn đã tắt như trước, khiến tôi không thể nhìn thấy gì cả ngoài những đường nét mờ ảo quen thuộc mà thôi Tôi bật đèn lên và thấy chỉ có cơ thể của mình trong phòng Ngoại trừ một điều, cơ thể của tôi chỉ cách gương vài in với đầu hướng về phía gương Như thể thứ này đang cố kéo tôi qua gương vậy vì những lý do mà tôi không muốn biết Tôi hít một hơi thật sâu và quay trở lại cơ thể của mình Gần như hoàn thành việc xuất hồn Và hy vọng rằng sẽ bỏ lại cuộc chạm trán Với thứ đó phía sau Tôi đã sai Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi có chuyện này xảy ra với tôi Và tôi chưa từng thử Cố xuất hồn thêm một lần nào nữa Nhưng giờ đây Cứ điều gì đó về tấm gương khiến tôi không thoải mái Tôi thậm chí không thể nhìn vào gương Mà không cảm thấy buồn nôn Và tôi thề Là tôi có thể thấy thứ này đang đứng phía sau tôi khi tôi nhìn vào gương khi tách đèn ấy tôi liên tục cảm thấy rằng như ai đó đang theo dõi tôi và bây giờ tôi hầu như là không thể ngủ được nữa ngay cả khi tôi ngủ tôi luôn có cùng một giấc mơ sáng suốt tôi thức chạy trong giấc mơ ở sân nhà của mình thì những sự kiện của đêm đó diễn ra một lần nữa tôi đến cửa sổ tầng hầm để thấy no kéo cơ thể tôi về phía gương chỉ trong mơ mà thôi thứ đó hoàn toàn nhận thức được rằng tôi ở ngay đó trước khi tôi đã được cửa sổ nữa cơ Điều đáng lo ngại chính là trong mỗi giấc mơ Nó kéo tôi càng ngày càng gần hơn vào tấm gương Đến mức gần một nửa cơ thể tôi xuyên qua gương Tôi sợ ngủ Thậm chí tôi còn sợ ở gần gương vào thời điểm này nữa cơ Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi Hoặc là khi Thứ này đưa cơ thể tôi qua tấm gương ở tầng hầm Mỗi ngày Tôi cảm thấy mình càng kém sắc hơn Và như tôi đã nói trước đó Điều này không có ý làm sợ ai cả Mà chỉ là một lời cảnh báo mà thôi những điều này là có thật Và sự bạn có từng nhìn thấy chúng hay không Chúng vẫn ở đây Nếu bạn muốn quyết định xuất hồn và xem thứ này Hãy liên hệ với tôi ngay nếu tôi vẫn còn ở đây Tôi cảm thấy như thế Cơ hội mà chúng ta chiến thắng thứ này sẽ tốt hơn nếu là một nhóm Và vì Chúa Hãy tranh xa những tấm gương ra